Bộ bàn ghế quốc sắc thiên hương được làm từ chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng đặt theo yêu cầu của một vị khách đến từ Thái Bình. Anh đã đặt với xưởng Phạm Gia là bộ quốc sắc thiên hương tiêu chuẩn hàng xuất khẩu. Nó khác hơn những cái mẫu hàng nội địa hoặc là hàng chợ trên thị trường. Và yêu cầu của anh là cái phần vách này là đục hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, không đục các cái tranh cảnh dườm già. Và chất liệu là gỗ gõ đỏ. Quay gần để các bác xem, đây là chất liệu là gỗ gõ đỏ nhé. Toàn gỗ nó sẽ to hơn cái gỗ dòng gỗ hương đá. Đây là hương đá. Anh chị em thấy đây là hương đá, vân gỗ nó hồng hồng. Còn gõ này nó sẽ là vàng vàng. Và hiện tại sản phẩm thì bên Phạm Gia đang để trạng thái là mộc, vẫn đang trong xưởng mộc đấy, chưa chuyển về xưởng hoàn thiện. Đó. Cái bộ sản phẩm này thì gồm một chiếc ghế dài và một bàn lớn, một đôn ngồi, đi kèm nó là hai chiếc ghế đơn. Đây, hai chiếc ghế đơn, khách đặt để có đơn giản hai chiếc ghế đơn, một đôn ngồi thôi. Đây là những chiếc ghế đơn, anh chị em tham khảo. Cái mẫu quốc sắc thiên hương này là nó kết hợp một phần của cái mẫu sơn thủy. Anh chị em nhìn các cái móc này giống với bộ sơn thủy không ạ? Câu đố rất là giống với bộ sơn thủy, nhưng có sự cải cách hơn là cái phần vách tựa lưng này. Anh chị em thấy cái vách tựa lưng này nó hơi vát chéo lại, để khi dựa vào ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Cái phần này nó đỡ lưng. Chính vì có cái phần thừa đấy lên, à, phần vát đấy lên là cái chiều sâu của lòng ghế nó sẽ sâu hơn các ghế thông thường. Ghế thông thường trên thị trường chỉ làm sâu tầm 52 cm, nhưng đối với những cái mẫu ghế quốc sắc thiên hương kiểu như này, hàng cao cấp thì người ta sẽ phải làm sâu 60 cm để ngồi tựa nó thoải mái hơn, cả khi thu chân lên trên là ngồi khoanh chân vẫn thoải mái. Đấy là cái sự khác biệt của cái ghế quốc sắc thiên hương hàng xuất khẩu. Và với tiêu chí hàng xuất khẩu thì các cái mộng mạng đây anh chị em thấy đều là mộng thúc nhá. Đây là mộng thúc, mộng liền và mộng thúc, không mộng cấy, không làm mộng cấy luôn. Và chân cong xoay chỉ rất là dẻo. Đấy là cái sự khác biệt hoàn toàn. Và các cái xương vách này thì bên em cũng làm dày dặn hơn, dày hơn so với cả những hàng chợ. Đây là giá trị của những cái bộ sản phẩm hàng cao cấp này, cao hơn rất là nhiều giá mặt bằng chung. Để anh chị em nếu đang tìm hiểu về bộ bàn ghế quốc sắc thiên hương hàng cao cấp thì có thể tham khảo thêm. Đấy. Còn cái phần vách tựa lưng như kia, ngoài cái mẫu đục hoa sen ra thì anh chị em có thể đục tranh, đục cảnh thì bên em đều đục được. Cái đó là đục bằng CNC thôi, không có cái gì cao siêu cả. Đó. Cả mặt bàn này cũng vậy. Mặt bàn thì khách hàng bên em có đưa ra là đục chống đồng. Là đục chống đồng. Bàn đôn thì đều có khung lon nhé. Đây. Bàn thì bên em làm là có cái khung lon như này. Đa phần bàn Âu Á hay là bàn sơn thủy hay là bàn quốc sắc thiên hương bên Phạm Gia đều làm một khung lon như này. Có cái khung này nhìn nó chắc chắn hơn và nhìn cái dáng bàn nó sẽ đẹp hơn. Còn về độ chắc chắn thì em chia sẻ luôn là từ cái mặt bàn này chốt xuống cái khung này và chốt xuống chân nó sẽ chắc chắn hơn là cái ốp vách này ngắm thẳng vào cái mặt bàn này và xuống cái chỉ này. Như thế nó cái độ cứng nó không cứng bằng anh chị em dùng cái hàng khung có khung lon như này. Làm khung lon thì sẽ tốn gỗ hơn và chi phí sẽ đẩy cao hơn, nhưng mà nhận lại được là một cái sản phẩm cao cấp và tốt hơn. Đấy, tùy theo yêu cầu cũng như là phân khúc của khách hàng muốn lựa chọn để anh chị em tham khảo.